sau một lợt nghỉ rằm đúng không ạ? Gia đình em ở trên Lạng Sơn thì ăn rằm rất là to nên là em đã phải nghỉ 2 ngày để em ăn rằm. Và đến ngày hôm nay thì gia đình em đã gửi đi cho anh chị em rất nhiều đơn hàng. Và còn có một vài đơn hàng thì em vẫn chưa gửi được. Nên là ngày mai em sẽ gửi sớm và buổi tối ngày hôm nay em sẽ đóng hàng sớm gửi cho anh chị em. Và cô chú anh chị, để sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy đón xem video của em Thảo nhé. Em sẽ quay từng mặt hàng, từng mặt bông cho anh chị em có thể là tham khảo. Và nếu mà ưng thì hãy gọi điện trực tiếp để đặt hàng với em nhé. Và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại: 0848 626 228, 0965 495 087. Gia đình em Thảo đang có rất là nhiều hàng để phục vụ cho quý anh chị em nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay từng mặt hàng để cô chú anh chị có thể xem và một cách chi tiết hơn ạ. Và đây chính là công chúa cầu vồng của gia đình em Thảo, là một dòng hoa lan được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến bởi vì cái mặt bông của nó cực kỳ là xinh đẹp. Như anh chị em đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của công chúa cầu vồng đấy ạ. Hàng hoa này là một cái dòng hoa được xuất xứ từ Nhật Bản đúng không ạ? Đây, cây của nó không quá là dài đâu nhá, nó chỉ cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, rất là bé nhưng mà cái dòng hoa này phát triển cực kỳ là nhanh luôn. Nó đang mọc thân tơ mầm gốc rất nhiều này. Đó. Và cái cây này là chúng ta mà mua ấy, thì chúng ta nên mua 2 chậu. Em bán ra cũng rất là mềm ạ. Em bán là 250.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Đó, đây này, chúng ta mua một vài chậu và chúng ta trồng đi. Mua 2 chậu và chúng ta trồng vào như này này. Đó. Rất đẹp luôn. Hoa của nó cực kỳ là đẹp. Mua về chúng ta chăm sóc ấy, thì cái thân của nó sẽ cao hơn, đẹp hơn và xinh hơn đúng không ạ? Đó, 250 một chậu. Và ngày hôm nay được sự quan tâm của rất nhiều cô chú anh chị hỏi về cái dòng địa lan tiểu thần đồng này. Ngày hôm nay gia đình em đã về. Và cái dòng lan tiểu thần đồng này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì cái mặt bông của nó như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, hoa của màu vàng của nó nhìn ở ngoài thì nó trong trẻo hơn. Hơi giống với hoa kiếm đột biến đúng không ạ? Nhưng mà hoa của nó to hơn so với dòng kiếm. Và hoa của nó đẹp hơn nữa này, nhìn nó nhìn này. Đó, cánh bay đều đúng không ạ? Rất là đẹp. Và mỗi một chậu thì sẽ gồm 1 đến 2 ngồng hoa và em chỉ bán hàng làm giống thôi ạ. Nếu mà so sánh giữa giá với Tết thì là Tết em Thảo bán khoảng từ 450 đến 500.000 một chậu địa lan. Thì anh chị em nào mà đã quan tâm em Thảo thì biết đúng không ạ? Và ngày hôm nay em bán cái dòng này để làm giống cho anh chị em thôi ạ. Đây, nhìn cái bản lá của nó này, lá nhọn này, cái dáng của cái dòng địa lan này rất là đẹp luôn, cả nhà đang nhìn nhá. Đó, anh chị em nào mà đã chơi dòng địa lan thì biết đúng không ạ? Hiện nay địa lan đang được rất nhiều cô chú anh chị sưu tâm, đặc biệt là cũng giống như là hàng vai được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Có chậu thì rơi vào khoảng tầm mấy triệu, có chậu cũng phải vài chục triệu đúng không ạ? Rất nhiều địa lan đẹp và đây cũng là một trong những cái dòng địa lan được rất nhiều cô chú anh chị sưu tâm. Mặt bông thì em đã cho cả nhà xem và em sẽ cho cả nhà xem về một số hình của hoa này. Chúng ta mua về chúng ta bỏ ra cái chậu khác nhé. Bỏ ra cái chậu nó đẹp hơn thì cây của nó sẽ hoàn toàn khác luôn ạ. Đó, người đẹp vì lụa đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta mua cái chậu này về thì anh chị em bỏ ra cái chậu đẹp khác thì nó sẽ rất là có giá trị. Đặc biệt là cái mặt bông của nó thì rất là xinh rồi. Em bán với giá là 350.000 một chậu, mua 2 chậu là 650.000 nhá. Mặt bông như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó. Và đây chính là cây phi điệp năm cánh ám hàng gieo hạt của gia đình em ạ. Năm cánh ám hòa bình này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và ngày hôm nay em bán giá cũng rất là mềm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó này cao một thân, cao khoảng tầm 15 cho đến 25 cm như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó. Em bán với giá là 250.000 một cây. Khi nói đến chi hoàng thảo thì chúng ta không thể không nhắc đến hoàng thảo trầm tím đâu các bạn. Và như cả nhà biết rồi, trầm tím nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất này. Và cái dòng hoa này rất là dễ chăm sóc, dễ trồng và sai bông rất là nhiều. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có xuất vườn những cái chậu trầm tím như em Thảo đã cầm trên tay này đây ạ. Gồm ít nhất là trên 8 thân tơ nhá cả nhà nhá. Đây này, em đếm chậu này là khoảng 10 thân tơ này. Chậu này là 9 thân tơ này. Chậu này là hơn 10 thân tơ. Còn chậu này cũng vậy. Đây này.
Và chiều cao của nó thì hiện tại thì cây nó chưa cao lắm đâu, nó chỉ cao khoảng từ những cái cây này, nó chỉ cao khoảng từ 3 cho đến 7 cm. Chưa cao quá đâu nhá. Và anh chị em mua về chúng ta chăm sóc thì nó sẽ lớn rất là nhanh. Bởi vì cái dòng này rất là dễ chăm sóc này, đẹp quá. Mỗi một chậu này em bán với giá là 300 nghìn một chậu. Chậm tím, hàng rừng thuần nhá cả nhà nhá. Đây ạ. Đấy, có mặt bông đẹp siêu thơm luôn ạ. Chỉ cần một giò trầm ở trong vườn thôi là chúng ta có thể là cảm nhận được cái sự hương thơm của nó, gọi là quá là tuyệt đỉnh luôn ạ. Và anh chị em mua về thì chúng ta có thể là ghép vào gỗ ung được, mà chúng ta để nguyên chậu như thế này cũng được ạ. Và khi mà em gửi cho cả nhà thì đây là những cái chậu nhựa này, nó cũng sẽ không nặng lắm đâu ạ. Đó. Và bên dưới này thì gia đình em đệm là xốp cho nó rất là thoáng gốc. Và chúng ta mua về chúng ta có thể là bỏ thêm vỏ thông vào, chúng ta bỏ ra cái chậu khác. Và nếu mà anh chị em nào muốn có cái chậu to thật là to, chúng ta mua một vài chậu về chúng ta ghép thành một chậu thì năm sau chúng ta sẽ được một cái chậu trầm to ơi là to luôn đấy ạ. Đó, em bán 300 nghìn một chậu, mua 2 chậu là 280 nghìn. Mỗi một chậu là 280 nghìn nhá, mua 2 chậu trở lên ạ. Và hiện tại gia đình em Thảo có 2 cây, còn có 2 cây đai châu blue tím xanh nhá. Đai châu blue tím xanh này em bình thường em bán 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay em thanh lý này. Đó, 300 nghìn được 2 cây này. Đó. Đai châu blue tím xanh thanh lý nhá. Đây có cái rễ rất là dài này. Đó, gia đình em Thảo vừa mới tưới nước nó xong này. Đó. Và đây chính là trầm cửu long, một cái dòng hoa trầm nổi tiếng ở Đài Loan và là một trong những cái mặt bông được xem là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả những cái dòng trầm khác, và hương thơm của nó cũng rất là thơm đấy ạ. Và cái trầm này có mặt bông cực kỳ là xinh luôn, như cả nhà đang nhìn đây này. Đó, cây của nó chưa quá là cao đâu nhá. Cây này là cái cây khi mà nó cao ấy, nó rất là cao, và chúng ta chăm sóc nó tốt ấy thì nó sẽ rất là cao luôn đấy ạ. Đó. Và gia đình em Thảo có 2 loại. Có 3 loại này. Một thân này thì em bán 220 nghìn này. Đó. 220 nghìn một thân này. 250 nghìn dòng 2 thân này. 280 nghìn dòng 3 thân. Đấy. Trầm thì mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây siêu đẹp luôn đúng không ạ? Đây mặt bông này. Cây của nó không quá là cao nhé cả nhà nhá. Đây. Đó. Em bán với giá là 220, 250 và 280 cho 3 dòng. À, 3 thân nhé cả nhá. Trầm này thì em nghĩ là sẽ được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, bởi vì là cái mặt bông rất là đẹp, và trong quá trình bán hàng của em được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm ạ. Đó. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Và cây của nó cũng rất là xinh nữa. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, đó chính lan hồ điệp đúng không ạ. Đây là hồ điệp lá biên, một cái dòng hoa rất đặc biệt, lá biên phát tài đúng không ạ. Đấy, mỗi một chậu của nó rất là nhiều lá rồi này, được khoảng tầm từ 7 cho đến 9 lá rồi. Đó, em bán 160 nghìn một chậu, mua 2 chậu là 300 nhé cả nhà nhé. Chúng ta mua về để đặt trên bàn làm việc sẽ rất là may mắn, và sẽ là rất là nhiều lộc lá đúng không ạ. Và ngày hôm nay thì em sẽ đọc một bài thơ về hồ điệp cho anh chị em có thể là cùng cảm nhận về cái dòng hoa này ạ. Hồ điệp lan trông thật dịu dàng, thanh tao mềm mại nhẹ nhàng hương thơm. Và đây chính là cây hoàng tử áo đỏ, đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Như cả nhà hôm qua nhìn thấy đúng không ạ, gia đình em còn một dãy rất là dài cây hoa này đúng không ạ. Nhưng ngày hôm nay gia đình em hiện tại còn có trong gia đình em không đến 10 cây nữa. Đó là cái dòng hoa này đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Người ta hay mua về để tặng quà nhau tân gia, khai trương cửa hàng, treo các nhà vườn để đem lại may mắn và tài lộc cho những người sở hữu đúng không ạ. Đấy, và em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến cái dòng hoa này. Hiện tại thì em còn có 8 chậu. Em bán với giá 230 nghìn ạ. Bình thường em bán 260 nghìn đúng không ạ? Giảm giá xuống còn có 230 nghìn. Mua 2 chậu là 400 nghìn nhá cả nhà nhá. Hoa rất là đẹp, màu đỏ, đem lại may mắn. Cây của nó rất là xinh luôn. Đây này, riêng cái dòng chơi thân thôi thì đã là đẹp mê ly luôn rồi đúng không ạ? Đó, rất là đẹp cái bộ rễ gió này. Chúng ta có thể ghép hoặc là chúng ta trồng vào giỏ thì đều đẹp hết nhé cả nhà nhá. Em bán là 230 nghìn, mua 2 chậu là 400. Và cái dòng hoa này rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm. Nếu mà anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì có thể là mua một vài cây để cho nó có đôi có cặp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đây chính là
cây đùi gà ngọc nữ của gia đình em. Hoa của nó là màu trắng, hông của nó tím đúng không ạ, trắng buốt luôn. Và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và yêu quý. Và nó là một cái dòng hoa riêng bản thân em Thảo thì rất là thích, bởi vì cái hương thơm của nó rất là dễ chịu. Hương thơm nó trầm thôi nhưng mà nó rất là thơm. Đó, mặt bông của nó này, cái cây của nó hơi giống với cây Denso đúng không ạ, cũng là họ hàng của nó. Tuy nhiên rằng là cây này hoa của nó thơm hơn, dễ chăm sóc hơn và đặc biệt là giá cũng rất là mềm nữa. Bình thường em Thảo bán là 260.000, ngày hôm nay em Thảo chỉ còn có mấy cây thôi ạ. Em bán là 200.000, anh chị em nào mến thì chúng ta coi sưu tầm nhá. Em chỉ có khoảng tầm 8 chậu nữa thôi là em hết hàng rồi đấy ạ. Đó, đùi gà, 5 cánh trắng họng tím hay gọi là lan ngọc nữ. Đẹp giống như là một cô gái ngọc nữ, rất là xinh xắn, dễ thương. Hương thơm rất là dịu dàng và dễ mến đúng không ạ? Như cả nhà biết đúng không ạ? Trồn là một cái dòng dáng hương rất là sai bông, dễ chăm sóc. Và là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Và còn đẹp hơn khi mà có màu trắng tinh đúng không ạ? Và đây chính là dáng hương đuôi trồn, trồn trắng đấy ạ, hay gọi là trồn bạch tuyết. Và anh chị em mà khi mà lên gia đình em Thảo hay trêu là trồn bạch tuyết bảy chú lùn đúng không ạ? Em bán với giá là 190.000 một cây, mua 2 cây là 350.000. Và nó cái dòng dáng hương cây thanh niên, nếu mà ví về tuổi thì nó chỉ khoảng tầm 17 tuổi thôi, nó chưa lớn đâu nhá, nó còn rất là choai thôi ạ. Đó, và cây này rất là dễ chăm sóc. Cái đợt vừa rồi thì em về không có được nhiều nên là rất nhiều cô chú anh chị em còn nợ đơn. Thì ngày hôm nay gia đình em đã về rồi thì anh chị em nào mà mến cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm nhé đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em về được 50 cây cơ, dành cho 50 cô chú anh chị. Cây rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cây rất là xinh như cả nhà đang nhìn. Và để mà được những cái giò to như ở trên màn hình này đây thì anh chị em có thể là chúng ta mua một vài cây về. Chúng ta có thể là sưu tầm, bởi vì là mua một vài cây về nó sẽ có một cái giò rất là đẹp. Chúng ta trồng vào gỗ hoặc là ghép vào giỏ đều đẹp hết nhá. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp hồng xòe của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là chiều dài của nó này, nó cao khoảng tầm 15-16cm thôi ạ. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, cây phi điệp hồng xòe đây là hàng gieo hạt thôi ạ. Và nếu mà cây hàng chuẩn của nó thì là nó rơi khoảng tầm 15 triệu trên 1 cm. Nó cao hơn cả hiền oanh lẫn cả 5 cánh trắng phú thọ luôn đấy ạ. Đó, và anh chị em nào mà để tìm hiểu kỹ hơn thì có thể là search Google để tìm hiểu về cái dòng hoa này. Và hiện tại thì gia đình em có hàng gieo hạt cao khoảng tầm 15-16cm như cả nhà đang nhìn này. Có bộ lá rất là xinh xắn, dễ thương. Đó, em bán với giá bình thường em bán 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán là 230.000 một chậu, mua 2 chậu lá 450.000 nha cả nhà nhé. Phi điệp hồng xòe, với cây đang đi thân đi ngọn, có bộ lá rất đẹp. Nếu mà chưa nói về cây hoa thì đây là cái dòng để chơi thân thôi thì nó cũng rất là đáng để chúng ta sưu tầm rồi đúng không ạ? Phi điệp hồng xòe 230.000 một chậu, gồm có một cây nhỏ nhắn xinh xắn như là em đang cầm ở trên tay này đây ạ. Rất là đẹp nhá. Đó, cây của nó thì không quá là dài, không quá là to đâu ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là một cái dòng hoa chắc chắn là cô chú anh chị nào cũng muốn sưu tầm và cũng muốn sở hữu đúng không ạ? Và đây là cái dòng hoa có xuất xứ từ Nhật Bản, mang tên là dáng hương neo. Và được ra đời ở xứ sở cực kỳ là kỹ tính và khắt khe về cây cảnh. Nên là cái dòng hoa này rất là có nhiều ưu điểm đấy ạ. Đấy, như cả nhà đang nhìn đấy, em cho cả nhà nhìn nhá, bông hoa màu trắng tinh luôn này. Về đầu tiên là về hoa thì hoa của nó bền được khoảng từ 2 tháng này, khoảng tầm 2 tháng, hoa rất là bền nhá. Đó, hoa không những là bền mà nó còn có hương thơm của hương vani rất là ngọt ngào nữa. Thứ hai là về cây. Về cái cây này thì nó cực kỳ là đẻ nhanh nhá, cực kỳ là đẻ nhanh, cây nó cũng không cao lắm đâu nhưng mà nó đẻ nhanh lắm. Nó đẻ nhanh và về cách chăm sóc thì cái cây này thì cực kỳ là dễ chăm sóc ạ. Chúng ta không cần phải quá là chăm sóc nó quá là nhiều ạ. Đó, chỉ cần ít phân bón, thậm chí là cũng có thể là không cần ạ. Có thể tưới nước không thôi cũng rất là tốt rồi. Đó, mặt bông của nó này rất là đẹp như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Này, nếu là bông nó trắng tinh hết nhưng mà do quá trình vận chuyển nên là nó sẽ làm bị cái mũi của nó này là hơi xước một chút. Và em để ý, cả nhà để ý ạ, khi mà chúng ta lộn cái bông của nó lên như này, bông của nó lộn như này thì rất là giống con thiên nga đúng không ạ? Đây này, rất là đẹp luôn. Cái mặt bông này thì cực kỳ là được nhiều cô chú anh chị quan tâm nhá. Và em bán ngày hôm nay là giá chỉ có 250.000 thôi ạ, mua 2 cây em bán với giá là 450.000 nhá cả nhà nhá, 2 cây là 450.000 đấy ạ. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về
À, cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. À, với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay. Cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15, 16, 17 cm rồi. Đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm. Nập mập này. Đấy. À, thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó. Cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó. Thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá. Nó chỉ cao cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này. Có cây nó thấp hơn. Đó. Cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu. Nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó. Đây này. Đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này. Đó. Mỗi một cốc. Có cốc là tím này. Nói chung là nó cây nào nó cũng gần gần như nhau đấy. Có cây là 2 thân tơ. Nếu mà cây 2 thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy, thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó. Và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Những cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó. Anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và đây như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của trầm năm cánh trắng họng hồng, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và nếu mà so sánh giữa giá của gia đình em với các cửa hàng khác thì chắc chắn là em sẽ bán giá mềm hơn rất là nhiều. Đây ạ, trầm năm cánh trắng này em bán giá chỉ có 200.000 thôi ạ. Mua 2 chậu là 350.000 nhá. Và nếu mà vào cái thời điểm này năm ngoái thì cái giá của cái cây trầm này nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó, bởi vì lúc đấy là nó có hoa. Có hoa thì nó sẽ mắc hơn. Và bây giờ chúng ta mua về thì năm sau nó cũng sẽ có hoa đấy ạ. Đây ạ. Trầm năm cánh trắng này, những cái cây của nó này cũng không cao lắm đâu, qua khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Đó, ví dụ như những cái cây này là do con sâu nó ăn này. Nó không sao hết nhá. Đây, cây của nó rất là đẹp luôn. 350.000 được 2 cây và mua 1 cây là 200.000 nhá cả nhà nhá. Trầm năm cánh trắng rất là đẹp. Em Thảo xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh hàng gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, nó là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và sưu tâm. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 50 đến 60%. Và riêng không nói về đến mặt cây thì chúng ta chỉ nhìn thấy cây của nó thôi ạ, đến mặt bông thôi ạ. Ta nhìn thấy cây của nó thôi là chúng ta rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cây nó rất là đẹp. Em bán với giá ngày hôm nay giá cũng mềm thôi ạ. Bình thường em bán 315.000 một cây đúng không nào? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 280.000 một cây. Và cây của nó cao vào khoảng tầm 15 cho đến 20 cm. Cây nó không quá là cao đâu nhá. Cả nhà nhá. Dạ, đấy. Em sẽ đo cho cả nhà xem này, cây nó không quá là cao đâu. 20 cm này, 15 cm. Đó. Mua 2 cây này. Em bán là 550.000 nhé cả nhà nhé. 550.000 được 2 cây. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Lá của nó là cái lá rất là đẹp luôn.
Các bạn lá cứng, sờ rất là thích luôn đấy ạ. Cái thân của nó cũng là thân to như bạn nhà đang nhìn đấy ạ. Và tiếp theo em xin giới thiệu với cả nhà, đó chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó chính là kiếm. Đấy, mỗi một chậu kiếm như này thì em bán giá rất là mềm luôn. Đó, đây đang đang đẻ con rất là khỏe luôn này. Kiếm lần này đẹp hơn kiếm lần trước ạ. Đây là kiếm hổ Đài Loan nhé cả nhà nhé. Cây này khỏe, mặc khỏe không ạ? Rất là khỏe. Em bán giá rất mềm. Đó, 250.000 một chậu thôi. Chậu kiếm này xinh hoa, bản lá cứng thẳng dựng lên rất là xinh và có mặt bông thì rất là đẹp. Đó, đây là kiếm của Đài Loan nhé cả nhà nhé, không phải là kiếm rừng đâu ạ. Đó, rất là xinh. 250.000 một chậu kiếm. Cực kỳ là xinh, mặt bông như cả nhà đang nhìn thấy đấy ạ. Này, mà mỗi một chậu có hai thân. Hai thân rồi lại có hai mầm này, có chậu thì có ba thân rồi lại hai mầm, nói chung là cây kiếm lần này đẹp lắm. Anh chị em nào mà đang muốn luyện kiếm, muốn chơi kiếm thì chúng ta có thể chơi. Và đã chơi rồi thì chơi mặt bông ạ. Chúng ta không quan tâm nó là xuất xứ như thế nào, chỉ cần mặt bông đẹp thôi là nó rất là có giá trị đúng không ạ? Giống như phi điệp bây giờ nam cánh trắng nào là hồng các kiểu ấy, thì ở bên Thái, bên Đài qua thì nó cũng rất là giá trị. Ví dụ như là cây hồng xòe thì nó cũng có xuất xứ, cũng không phải là ở nước mình đúng không nào? Đó. Đây, kiếm này. Đó, kiếm em bán là 250.000 một chậu. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp mỹ nữ Trung Hoa. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ, cây của nó cũng không cao lắm đâu ạ. Đó. Thân của nó nha cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Mỹ nữ Trung Hoa này em bán với giá là 230.000 một cây. Mỹ nữ Trung Hoa nhá, có mặt bông rất là đẹp. Như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó này. Đó, đây. Nó cũng cao thì khoảng từ 15 cho đến 20 cm thôi. Đó. Một chậu nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Mỹ nữ Trung Hoa nhá cả nhà nhá. Em bán là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu thì em bán là 400.000 2 chậu nhá. Đó. Rất là xinh luôn cái thân của nó này. Nhìn thân nó mập rất là thích luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp nam cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo, đã vừa mới về hàng sau bao nhiêu sự chờ đợi đúng không ạ? Và như cả nhà đã biết rồi, phi điệp nam cánh trắng Phú Thọ có mặt bông mẹ rất là đẹp và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và giờ đây gia đình em vừa mới về hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cây nhìn này nhà chúng ta chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể mua 5 6 chậu về chúng ta đặt vào trong một chậu thì nó sẽ rất đẹp đúng không ạ? Đấy như cả nhà nhìn này, cây rất là xinh. Đó. Và bình thường em bán là 280.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán rất là mềm luôn ạ. 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 250.000. Đấy, cây mà nó xinh như này thì tốt nhất chúng ta nên mua 2 chậu để chúng ta trồng vào một trong cái giỏ thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ? Từ 2 chậu trở lên. Và mỗi một thân của nó sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Và mỗi một chậu gồm có 2 thân. Đó, và là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán cũng rất là mềm ạ, bán chỉ có 260.000 thôi. Bình thường em bán từ 280 cho đến 320, 350 đúng không ạ? Ngày hôm nay bán giá mềm hơn, cây lại xinh hơn đúng không ạ? Đấy, nên là anh chị em nào mà đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo. Và nếu mà gọi điện mà không được thì có thể nhắn tin, bởi vì là rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến cho em Thảo và đặt hàng. Tuy nhiên rằng là máy bận thì có thể nhắn tin cho em thì em sẽ check một cách nhanh nhất đúng không ạ? Đây này, đấy, em đo cho cả nhà xem này. Đó, có cây thấp hơn, có cây cao hơn này. Đấy, mỗi một chậu rơi vào khoảng từ 18 đến 25 cm. Đó, rất là đẹp. Là vì là trời mưa của gia đình em Thảo trên Lạng Sơn mưa nên là gia đình em đã cất vào trong trong này để cho thoáng hơn và nó sẽ cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo Đai Châu Hồng Chớp và Đai Châu Hương Vàng Sắc Nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau, đó chính là Đai Châu này, Vanda và Giáng Hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là Hoàng Tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này, cây của nó đây ạ, một cặp này, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó không phải là chơi
không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi 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 thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ, nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó, và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhá cả nhà nhá. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là một cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua một cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua một cặp đôi là như thế này. Đó. Và tiếp theo đây chính là cây cửu bảo tiên của gia đình em Thảo. Đó. Cây cửu bảo tiên này. Em bán giá ngày hôm nay cũng rất là mềm luôn nhá. Bình thường là em bán là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán 230.000 thôi ạ. Mua một cặp em bán với giá là 400 thôi nhá. 400.000 một cặp cây cửu bảo tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8, chủ yếu là 8 cặp lá trở lên và có hương thơm rất là thơm và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Cái dòng này chúng ta có thể trồng trồng được và chúng ta ghép đều được nhá. Cây này rất là xinh. Đó, và gia đình em thì đang chuẩn bị, em đang để hàng như này thôi, lát nữa em sẽ lấy lên giá rất là nhiều bởi vì là em đang làm hàng, hàng về muộn quá nên là em quay hàng muộn. Đó, cửu bảo tiên 230.000, mua 2 cây là 400.000 nhá. Và đây chính là cây phi điệp hồng mỹ nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhá cả nhà nhá. Riêng cái cây hồng mỹ nhân này là thân xanh ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu, để em Thảo quay cho cả nhà nhá. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái hồng mỹ nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1 cm cho một kỳ nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như một cái kỳ mà khoảng tầm 10 cm đó là rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả hiển oanh cơ. Hiển oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1 cm thôi. Đó đây. Đó. Và cây hồng mỹ nhân này, đây rất là đẹp ạ. Từ 3 cho đến 4 đầu, rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điệp gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút, là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13 cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này, mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây hồng yên thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng yên thủy một chút. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó. Đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ hòa bình. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. Phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Giới thiệu cả nhà, đây chính là phi điệp 5 cánh trắng hải dương của gia đình em Thảo. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%. Đó, có mỗi cây thì khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em bán với giá là 220.000 một chậu. Mua từ 2 cây thì em sẽ bán là 400.000 nhá. Dạ, cây rất là đẹp. Đó. Cây rất là xinh luôn. Khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó.
Nam cánh trắng hải dương nhé cả nhà nhé. Và đây chính là cây phi điệp hồng yên thủy của gia đình em. Có cái mặt cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhé cả nhà nhé. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu, 3, 4 đầu. Rất là đẹp. Đây này. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu. Nó chỉ khoảng tầm cao là 10cm đấy. Đây, đây cao 10cm này. Đó. Cũng vậy. Nó có cây nó thấp hơn một chút. Nhưng mà nó đẹp lắm này. Nhìn thân của nó thôi này. Cả nhà còn nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi đúng không ạ? Đó. Đây. Đó. Đây. Đẹp lắm. Ở bên trong này cũng vậy. Em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó. Hồng yên thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó. Em bán với giá là 270.000. Mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ hòa bình, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ hòa bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50-60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Và nù tam bố cây của nó cao. Đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu. Cao khoảng từ 2 cho đến 5cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó, cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ. Nó có thể bằng ngón tay út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó, nù tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây. Và đây chính là những cái chậu trâu đôi của gia đình em Thảo. Và theo màu sổ số nhé, có cả màu trắng này, màu tím đỏ này, màu đỏ chớp này. Nói chung là những cái cây nào mà em chắc chắn thì em mới dám ghi, còn không là tỷ lệ em sợ ghi ra là sai là chết dở luôn đấy ạ. Đây, đỏ đốm này, đỏ chớp này, đó, màu trắng này. Đó, có rất là nhiều và em sẽ bán theo mà mặt bông sổ số nhá. Như cả nhà đang nhìn này ạ, cây cỡ của nó cũng rất là to đúng không ạ? Lá của nó cũng rất là đẹp. Nó khoảng 3 đến 4 cm này. Đấy, 4 rưỡi này. Rất là đẹp luôn. Đây bề ngang của nó nhá. Cây này rơi khoảng tầm mấy lá nhá? Em xem nào. 1 lá, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Mỗi một cây rơi khoảng tầm 6 lá. 4, 5, 6. Có cây thì nhiều hơn một chút. Đó, nhưng mà nói chung là một cái chậu này thì cực kỳ là đẹp luôn. Như cả nhà đang nhìn này. Riêng cái bản lá của nó cũng rất là đẹp. Đó. Em bán với giá là 380.000 một cặp này. Đó, 380.000 một cặp nhá. Toàn những cái màu rất đẹp thôi. Đó, nhưng mà em Thảo không chắc chắn nên em Thảo không dám ghi. Cây nào mà nó chắc chắn thì em mới dám ghi đã. Có cây thì nó rất là đẹp. Và đây chính là giả hạc Đắc Lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Giả hạc Đắc Lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc Đắc Lây nhá. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ 5cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây, đây chính là cây năm cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đấy ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này khoảng từ 6-8cm nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu thì gồm có 1-2 thân. Đấy. Cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu. Mắt nai nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Và đây chính là đai châu, hay gọi là ngọc điểm, hay gọi là nghinh xuân đúng không ạ? Đây là con đai châu màu hồng cánh sen của gia đình em. Và em có phun nước vôi trong, em còn hơi trắng trắng nhá cả nhà nhá. Đấy. Khoảng từ 9-10 lá rồi. Đó, cây này là lá xếp rụt rịt đúng không ạ? Riêng đối với đai châu thì nó càng xếp càng rụt rịt thì nó lại càng có giá trị đúng không ạ? Đây này, nhìn này. Đấy. Và cái màu hồng này thì là một trong những cái màu không có nhiều ở trên thị trường, và là cái màu VIP, giống như là phi điệp có kỳ chỉ 50.000, có kỳ cũng rơi vào khoảng tầm
1 triệu, 2 triệu đúng không ạ? Hoặc là có khi thậm chí là theo cm là 10 triệu trên 1 cm luôn đúng không ạ? Và đai châu cũng vậy, gia đình em Thảo luôn cung cấp cho anh chị em những cái cây đai châu biết màu và những cái màu thực sự là rất là hot và rất là ít và rất là đẹp cho anh chị em cùng sưu tâm. Đó, mỗi bình thường em bán là 380.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có mấy cây. Em bán với giá là 350.000. Cây nó không quá là to nhé, nên anh chị em nào mà yêu cầu to thì em Thảo không có. Đấy, em Thảo chỉ có những cái cây nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà nó cái màu rất đẹp, rất là VIP ạ. Đó, 350.000 một cây đai châu hồng cánh sen nhá. Và như cả nhà đang nhìn ở trên này đây chính là dáng hương đuôi cáo, hoa nở từ tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Và là một trong những cái dòng hoa có thể nói là có hoa có màu thơm, dài, thòng xuống giống như cái đuôi con cáo đúng không ạ? Nên là gọi là dáng hương đuôi cáo. Và là một trong những cái dòng hoa rất được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và vì là ở trên Lạng Sơn em mấy bữa nay trời cứ mưa, buổi tối có thể mưa, ban ngày cũng có thể mưa và mưa bất chợt lúc nào, nên gia đình em phải cất vào trong nhà để sao ạ? Để cho cây của mình được đảm bảo khi mà em gửi cho cả nhà. Và mỗi một chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 cây. Đó, 3 cây nhá. Và cả nhà biết không ạ? Đây là còn nguyên lá gốc này, đây là hàng rừng thuần. Và như cả nhà nhìn này, đấy, rất là cứng, lá của nó cứng nhá, thẳng lên luôn. Cái dáng cáo này thì rất nhiều cô chú anh chị thích nè. Đó, em bán mỗi một chậu bình thường đúng không ạ, 320 cho đến 350 một chậu đúng không ạ? Tuy nhiên rằng ngày hôm nay em chỉ bán 300.000 một chậu thôi. Số lượng em chỉ còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây thôi. Đấy, là hết luôn. Đấy, em bán với giá là 300.000 một chậu 4cm này, toàn từ 3 cho đến 4cm thôi đấy. Cái lá của nó rất đẹp luôn này. Đó. Nên là anh chị em nào mến cái dòng hoa này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Và đây chính là vật tư của gia đình em Thảo này. Đó, và trong quá trình bán lan thì rất nhiều cô chú anh chị hỏi đến cái kích rễ Thái này. Đó, và là một trong những dòng kích rễ rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó, mỗi một lọ kích rễ này bình thường em bán là 90.000 một lọ. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống chỉ còn có 70.000 một lọ thôi. Anh chị em nào mà yêu mến cái này có thể là sưu tập, có thể là mua về để chúng ta pha. Đó, 1 đến 2 giọt cho 3 lít nước cả nhà nhé. Đó, pha cái này rất là thích, kích rễ êm ầm luôn và hàng rất là tốt ạ. Đó, anh chỉ còn có khoảng tầm 50 chậu nữa, 50 lọ nữa là em hết hàng đấy ạ. Đó, hôm nay em bán giảm giá rất là tốt luôn, giá rất là mềm. Và đây chính là B1 của gia đình em Thảo này. B1 lọ 100ml là em bán với giá là 40.000 này. Kích rễ của Mỹ Riot 50.000 này. Đó, kích rễ của này. Và ngày hôm nay anh chị em nào mà muốn mua hàng ấy thì em sẽ tặng cho cả nhà về cái Artisoc này để chống sốc cho cây. Đó. Artisoc này là một trong những cái dòng thuốc để tăng sức đề kháng cho cây, để cho cây có thể là khỏe mạnh hơn, để cây không bị sốc với môi trường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa chuyển chậu xong thì chúng ta nên phun Artisoc này để cây của mình được khỏe mạnh và tăng sức đề kháng hơn. Đó, em chỉ còn có mấy lọ thôi. Đấy, chỉ trong này khi nào em tặng hết rồi thì em sẽ thôi, em không ngừng tặng nữa nhá. Đó. Và đây là kích rễ đài em bán là 80.000 này. Bả sen, anh chị em nào mà trồng cây hoa mà chúng ta trồng ngồi ấy thì chúng ta có thể mua về chúng ta rắc, chúng ta bẫy sen được không ạ? Đó, em bán là 35.000. Đây là loại rắc và không hề ảnh hưởng đến cây nhá. Và anh chị em nào đang trồng cây mà muốn đi lá thật là khỏe đúng không ạ, muốn lá sum suê xanh tươi thì chúng ta sử dụng thuốc tăng trưởng lá. Tăng trưởng lá này em bán 40.000 một lọ. Đó, 40.000 một lọ nhá. Nano bạc gia đình em đây chính là hai cái dòng hoa để đặc trị vi khuẩn, chống thối nhũn. Đó, cái dòng này nếu mà chúng ta ở mức độ nhẹ thì chúng ta sử dụng nano bạc. Và riêng đối với nano bạc thì nó rất là an toàn cho sức khỏe và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Còn cái nếu mà chúng ta đã bị nấm thì chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn này. Đó, đặc trị vi khuẩn này em bán với giá là 35.000. Còn nano bạc thì em bán 40.000 nhá. Và dây buộc lan chuyên dụng này. Đó, ở bên trong này, cái dây này là bên trong nó là thép này và được bọc ở ngoài là nhựa, nên là chúng ta cắt rất là dễ, chúng ta buộc rất là dễ. Và đây này, khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sử dụng cái gói đặc biệt để chúng ta trị nấm. Đó, cái dòng này trị nấm thì là cái bọn nào nấm ấy nhiều ấy chúng ta phun luôn.
Đó, đây, một cái gói này chúng ta khoảng 16 đến 30 lít nước. Chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn cũng được, hoặc là sử dụng hiệu đặc biệt này cũng được. Đó. Và đây là gói phân tan chậm 14, 13, 13. Hàng của Nhật, hàng cao cấp đấy ạ. Và đây là phân tan chậm trong vòng 6 tháng. Một gói này em bán 75.000. Đó. Đây, còn... Em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ Dốc Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Và anh chị em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy nhớ là đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký, hiện lên cái chuông thông báo. Anh chị em ấn vào chuông thông báo nữa thôi là sẽ nhận được những video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và anh chị em đừng quên là hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại 3 theo 3 cái số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề thì đều gặp em đấy đấy ạ. Đó, và bây giờ thì em xin cảm ơn cả gia đình mình một lần nữa. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.